Đây. Nước nó rò đây. Đường này là đường ống, nhà mình là đi ống kẽm. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bao nhiêu năm rồi? Anh để ý cái nước ra, sau đó bắt đầu trong trong dần. Ờ. Để ý cái đầu ra, nước nó trong dần. Máy móc mới làm được, không có máy không có mắt. Trong rồi. Trong đấy, bắt đầu trong.